The Rock chia sẻ bí quyết làm ông bố bỉm sữa nổi tiếng của Hollywood. Ngoài việc là diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hollywood, The Rock còn được biết đến là một ông bố chu đáo, dành nhiều thời gian chăm sóc các con, vì đó là một phần trong cách nuôi dạy con mà anh theo đuổi. Được xếp hạng là một trong những đô vật chuyên nghiệp vĩ đại nhất mọi thời đại, Dwayne Johnson còn được biết đến với biệt danh The Rock, cũng thành công không kém với tư cách là một diễn viên và nhà sản xuất. Anh nổi tiếng bởi các bộ phim đạt doanh thu cao ngất như The Scorpion King, Mona và The Fast and the Furious. Hiện tại, The Rock có 3 người con. Con cả của nam diễn viên là Samuel Johnson, 19 tuổi, con chung của anh với người vợ đầu tiên. Ngoài ra, anh và ca sĩ Lauren Hashian có với nhau 2 con chung là Jasmine, 6 tuổi và Tiana, 3 tuổi, từ trước khi kết hôn. Cả 3 đứa trẻ đều tài năng và thông minh dựa vào cách đặc biệt của riêng mình. Trên trang cá nhân gần 300 triệu người theo dõi, ngoài hình ảnh liên quan đến công việc, Dwayne The Rock Johnson thường xuyên đề cập đến hình ảnh đời thường. Nam diễn viên nổi tiếng là ông bố vui tính, hài hước, dành nhiều thời gian để chơi cùng các con. Là một ngôi sao với lịch trình bận rộn không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, nhiều người sẽ nghĩ rằng thời gian của The Rock là vô cùng ít ỏi để có thể chăm lo cũng như nuôi dạy con cái của mình. Nhưng quan điểm của anh lại hoàn toàn khác. Anh cho rằng, tôi luôn tạo thời gian để dành cho những cô công chúa nhỏ của mình. Tôi tạm biệt cô con gái út mỗi khi đi làm, sờ móng tay cho cô con gái thứ hai và trò chuyện mỗi khi cô chị cả cân. Tôi tin đó là những khoảng thời gian mà đứa trẻ nào cũng cần trong quá trình lớn lên của mình. Mặc dù chia tay với vợ cũ từ năm 2008, nhưng con gái chung của hai người lại không gặp nhiều cảm xúc tiêu cực nhờ vào cách dạy dỗ đặc biệt của anh. The Rock coi trọng việc giữ gìn lòng tin của con cái hơn bất cứ điều gì trên đời. Bởi vậy, anh luôn cố gắng làm mọi việc theo cách tử tế và tích cực nhất để không làm tổn hại đến lòng tin của con gái mình. Anh cho rằng, đứa trẻ tin tưởng cha mẹ, chúng sẽ có đủ khả năng để đón nhận những điều tươi đẹp mà không vấp phải cảm xúc tiêu cực nào, và đó cũng là cách nuôi dưỡng của một tâm hồn tử tế cho con ngay từ những ngày đầu tiên. Dịp lễ Giáng sinh năm 2020, The Rock khiến khán giả thích thú khi chia sẻ hàng loạt ảnh vui chơi, chăm sóc con cái. Hình ảnh ngôi sao Hollywood ngồi chải tóc, chơi búp bê cùng con được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Người hâm mộ gọi diễn viên Fast and Furious là ông bố bỉm sữa. Cũng như những bậc phụ huynh khác, Johnson đã phải trải qua những thăng trầm của việc nuôi dạy con trong nhiều năm tháng. Và anh đã học được rằng, điều quan trọng nhất của việc nuôi dạy con là cho trẻ biết rằng bố mẹ luôn dành trọn vẹn tình yêu của mình cho con, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Theo Johnson thì, tình yêu thương là điều mà các con cần nhất, chứ không phải thành công, tiền bạc hay sự nổi tiếng. Chúng sẽ thực sự cảm thấy an toàn khi được nghe thấy câu nói, bố ở bên con đây, bố yêu con. The Rock kể về những lần các con gọi anh dậy giữa đêm vì con muốn được chơi cùng anh, hay những khoảnh khắc đặc biệt mệt mỏi khác khi con khóc lóc và không muốn lắng nghe điều gì từ bố mẹ. Dẫu rằng rất mệt mỏi nhưng anh luôn chọn phương án ở bên con mọi lúc con cần. Có vẻ cách nuôi dạy con này đôi lúc khiến tôi cảm thấy như hành xác, nhưng tôi trân trọng nó. Vì tôi không rõ đâu sẽ là lần cuối cùng mình được ở bên các con của mình. Anh xúc động nói ra lý do cho những hành động đặc biệt khi nuôi dạy con của mình. Theo truyền thông thế giới, từ ngày làm cha, The Rock không còn mặn mà tiệc tùng thâu đêm. Hai lần Lauren lâm bồn, tài tử đã gác lại mọi công việc để chăm vợ. Anh từng quỳ xuống đút thức ăn cho Lauren trong lúc bà xã cho con bú. Lúc Jasmine gần 2 tuổi, cô bé đề nghị The Rock. Cha cần phải sơn móng tay. Nam diễn viên quyết định dành nửa ngày nhìn con gái sơn móng tay cho mình trong sự kiên nhẫn. Vào ngày phụ nữ bình đẳng, Johnson đã gửi một lời nhắn yêu thương tới con gái Jasmine của mình rằng con cùng với các chị em của mình sẽ, nên và có thể làm bất kỳ điều gì mà các con muốn trên thế giới này. Anh cũng chia sẻ sự hào hứng khi được trao quyền cho các con để chúng làm những điều mà bản thân chúng muốn và kỳ vọng được làm. Anh cho rằng mỗi đứa trẻ đều có một tài năng của riêng mình. Các con không chỉ cần bố mẹ hỗ trợ để phát triển tài năng đó mà cần được động viên để vượt qua những rào cản khi thực hiện tài năng của riêng mình. Ngoài việc bày tỏ tình cảm với con, The Rock không ngần ngại dành cho vợ những lời có cánh. Hạnh phúc là khiến bạn đời cười mỗi ngày. Lauren lúc nào cũng trêu tôi về bất cứ thứ gì. Chẳng có giới hạn nào trong ngôi nhà của tôi cả. Điều đẹp đẽ là ở đó, anh nói. Trái với hình ảnh gai góc, hung dũng, mạnh mẽ trên phim, ngoài đời, The Rock chính là người cha đáng ngưỡng mộ, là người đàn ông của gia đình đúng nghĩa, theo nhận xét của số đông khán giả. Đây được cho là một trong những lý do giúp diễn viên sinh năm 1972 là ngôi sao nổi tiếng và sở hữu trang cá nhân có lượng người theo dõi nhiều bậc nhất thế giới.